Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Nha Trang Dolphins. Có thể thấy rằng giai đoạn 2 của VBA 2023 đang chứng kiến rất nhiều cuộc đấu hấp dẫn, cạnh tranh, kịch tính và khó đoán hơn rất nhiều. Ngày hôm nay thì City Wings ra sân với Vincent Nguyễn, sự trở lại của Vincent trong đội hình xuất phát. Với cao thủ Nha Trang Dolphins, họ vừa trải qua mạch 4 trận đấu sân khách liên tiếp và sẽ có thêm một trận đấu ở trên sân khách. Đây đã là game đấu thứ 39 của VBA rồi. Có viết ra một kịch bản khác trước City Wings hay không? Vâng, chúng ta cùng chờ đợi sự trở lại của Gibbs. Pha dứt điểm thành công đầu tiên dành cho cao thủ Nha Trang Dolphins. Có thể anh đang hy vọng rằng mình sẽ xóa được cái dớp bị foul out hai trận đấu gần nhất. Vừa có thêm một pha dứt điểm thành công cho Dolphins. Cả Vĩnh Quang và Huy Hoàng đều đã có những tình huống tỏa sáng ở đầu trận. Vincent Nguyên có điểm đầu tiên cho Hồ Chí Minh City Wings. Dominic Thâm rất nhiều khoảng trống. Madarius Gibbs 3 điểm và chào mừng anh trở lại, Madarius. Trận đấu đầu mùa giải cho đội, trận đấu mà Vincent Nguyễn có nhiều điểm nhất với 22 điểm cho Wings. Để có thêm một pha dứt điểm thành công, điểm số quan trọng dành cho cao thủ chủ nhà. Đây là của anh Khoa. Đây sẽ là cơ hội để gỡ hòa. Rất bình tĩnh, Trung Trần quá bình tĩnh và Sang Nhúc úp rổ. 11 đều. Điểm kém Sang Nhúc đột phá, lên rổ ngược không thành công nhưng có rebound tấn công và 2 điểm được ghi từ Jeremy Smith. Khoảng trống thuộc về Sơn Minh Tâm. Samson, pha bù lật rất hay, cú ném 3 của Robert Samson. Một Samson, bóng chưa đi vào rổ. Vẫn còn cơ hội cho Dolphins. Có thấy sự mạnh mẽ đến từ Dom Thầm. Sau khi khiến cho Trung Trần mắc lỗi điểm thì Dominic Thâm cũng được phép flexing rất ngầu. Và đúng là khi bạn thắng thì bạn làm gì cũng đúng. Trung Trần gặp phải Dominic Thâm, Trung Trần hiểm trợ cho Smith, quyết định đổ sang trái, vẫn là Smith, điểm cho Smith. Thâm cũng không thể tiếp in, vì vậy thì mất bóng rồi. Và Dominic Thâm pha úp rổ của số 32. Tình huống mà chúng ta tưởng rằng Hồ Chí Minh City Wings sẽ có cơ hội để phản công. Jeremy Smith được chuyền ra. Nhập kèm Sang Nhúc ở trong khu vực cận rổ, rất tốt, xoay người thả bóng và khiến cho Dominic Thâm không kịp trở tay. Đối đầu với Thanh Tùng, chuyền ra góc không độ, có điểm cho Huỳnh Vĩnh Quang. Vĩnh Quang đang rất hiệu quả. Đó là điểm chuyền tốt của Smith. Có điểm cho Hồ Chí Minh City Wings. Đến từ phía đội chủ nhà. Hai điểm rất hay của số 15. Điểm tốt cho Sa Nhúc, nhưng Sa Nhúc phải đối đầu với Thâm. Cùng chờ xem. Có điểm cho Sa Nhúc, một pha phối tốt đến từ trung phong bên phía đội chủ nhà. Đó là cao thủ Hồ Chí Minh City Wings. Điểm chuyền tốt của Sa Nhúc và hai điểm cho Vincent Nguyễn. Số thứ tư của Vincent Nguyễn từ đầu trận. Nguyễn Anh Khoa, bóng cho Jeremy Smith, cú ném 3 và 3 điểm nữa từ Jeremy Smith. Hồ Chí Minh City Wings vượt lên, còn Smith thì khiêu vũ. Cú bóng cho Vincent Nguyễn. Jeremy Smith, một cái điểm của Smith chưa có điểm và thêm một pháo trận thành công đến từ Sang Nhúc. Làm gì đây, hãy chờ Sang Nhúc. Sang Nhúc quay một cú quay người lấy đi cổ chân của Robert Samson dành cho Gibbs. Có cái điểm từ xa chuẩn xác, thêm 3 điểm cho Vincent Wings. Trần Văn Trung có khoảng trống để dứt điểm không thành công, vẫn được cơ hội tiếp theo dành cho Vincent Wings. Có 2 điểm tiếp theo cho Sang Nhúc, điểm thứ 18 của Sang Nhúc rồi. Bóng vẫn còn trong tay các cầu thủ Dolphins, có thể ném Sơn Minh Tâm, cuối cùng thì Dolphins đã ném thành công. Cú ném rất quan trọng của Sơn Minh Tâm. Cảnh mà Thâm gặp foul trouble. Họ xuống thành công và có điểm cho Gibbs. Dolphins cần nhiều hơn những màn tỏa sáng của Gibbs. Điểm không tốt của Smith. Để tôi có Nha Trang Dolphins. Tình huống vừa rồi đã có lỗi phòng ngự. Nhưng mà Darius Gibbs thì quá tinh quái và khôn ngoan. Nha Trang Dolphins đang có mạch ghi điểm sau khi Thâm trở lại sân. Họ đang bắt kịp điểm số với đội chủ nhà Hồ Chí Minh City Wings. Chúng ta thường sẽ thấy Gibbs chơi kiểu chiêu bài và hai hiệp sau là anh
bùng nổ hơn. Đánh ISO xuất sắc của Jeffrey Sanchuk. Jeremy Smith quyết định đột phá vào trong, phá dứt điểm của Smith, bóng đi vào rổ. Hai điểm tiếp theo, điểm số tiếp theo dành cho Smith. Trước được một điều gì cả, Jeep đã mang được bóng lên sân Minh Tâm. Huỳnh Vĩnh Quang ở góc không độ, ba điểm từ Huỳnh Vĩnh Quang. Có được 7 điểm ở trong đấu thứ 3 rồi. Thêm một pha dứt điểm của Gibbs, bóng đi vào rổ. Điểm số thứ 10 của Gibbs có được ở trong hiệp đấu thứ 3. Có điểm trợ cho Jeremy Smith. Vẫn là Smith kiến tạo hay và dọn gỗ tuyệt vời. Smith đổ sang phải, vẫn là Smith. Quá hay tình huống mà Jeremy Smith đã đánh bại cả. Điểm dứt điểm đã liên tục thay đổi ở những diễn biến gần đây. Smith có điểm và N1 cho Jeremy Smith. Tình huống tỏa sáng liên tiếp đến từ vị trí của cầu thủ số 18 bên phía chủ nhà. Chuyển bóng không thành công và phản công cho Dolphins sẽ có điểm cho Thâm. Chắc chắn là như vậy. Hai điểm tiếp theo cho Thâm. Điểm số thứ 19 trong trận của ngôi sao bên phía Dolphins. Kiểm soát của Dolphins. Tình huống đột phá vào trong của Vĩnh Quang. Có điểm cho thủ Nha Trang Dolphins. Vừa rồi được ghi bởi Hoàng Phúc. Jeffrey Sanchuk dẫn bóng lên, vẫn là Sanchuk. Sanchuk quyết định tự làm tự ăn, không cần đường truyền nào cả. Ngày hôm nay Sanchuk chơi rất mạnh dạn và quyết tâm. Chủ nhà không thành công, phản công nhanh cho Dolphins. Marcus Gibbs có điểm cho Robert Samson, một pha đánh đổ rất mạnh mẽ đến từ Samson. Chúng anh xin thưa quý gọi hội ý. Chỉ còn một mình Vincent và thậm chí đây là tình huống mà may mắn là Vincent đã không chạm vào Samson. The Wings có dứt điểm, cắt giả Trần Văn Trung có điểm theo cho Trung Trần. Trần đang có một trận đấu hay. Đội bóng sẽ ghen sai nhúc, có rất nhiều khoảng trống cho Vincent Nguyễn vào ba điểm tiếp theo. 6 điểm liên tiếp của cầu thủ Wings để có thể những pha dứt điểm từ xa. Jeremy Smith thì không phải bàn rồi. Thì đấu bóng giảm sút, đột phá vào trong của Gibbs và có hai điểm cho Gibbs. Anh Khoa, Jeremy Smith cú ném trung bình không, đó là đường truyền, luân chuyển bóng tuyệt hay, nhưng quan trọng là cú ném và ba điểm được ghi cho Hồ Chí Minh City Wings. Tình huống quá bất ngờ. Lê Thâm, Thâm và Sang Nhúc, Thâm đột vào và kích ra. Hoàng Phúc, cú ném quá lạnh lùng của cầu thủ năm nay 20 tuổi. Evgen Sanchuk bóng trở lại với Benson. Thứ ba của Benson, bóng đi vào rổ. Điểm quá hay đúng từ vị trí của Benson Nguyễn. Điểm số thứ 7 của anh trong đầu trận. Họ đang hơn người. Thâm đã trở lại rồi. Khoảng trống mở ra. 3 điểm nữa cho Hồ Chí Minh City Wings. Họ ném không biết trượt. Lê Trần Đăng Huỳnh. Bóng văng ra và đây là cơ hội cho Dolphins. Badarian Gibb. Gibb lấy 2 điểm và có 2 điểm cho Badarian Gibb. One possession game này. Đường truyền cho Vĩnh Quang, bóng cho Madarius Gibb. Gibb và Trung Trần. Gibb ném ba, banh sút không được rồi. Và chiến thắng cho Hồ Chí Minh City Wings. Một trận đấu quả cảm, quá cảm xúc của Hồ Chí Minh City Wings. Có những điều rất khó lý giải. Cái trận đấu thì cao thủ Wings đang đứng ở vị trí áp chót, còn Nha Trang Dolphins có vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên trong cả hai lần đọ sức trong mùa giải thì phần thắng đều thuộc về phía Hồ Chí Minh City Wings.